Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với cả channel của Ben. Đây là video dành cho những bạn đã, đang và muốn bắt đầu sử dụng iPad để vẽ mà không muốn bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để nghe hướng dẫn thì mới bắt đầu vẽ được. Cái app mà hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người đó là cái app mà mình dùng để vẽ tất cả các bức hình từ cá nhân cho tới dự án công việc mà các bạn thấy mình post ở trang Instagram cá nhân It's Ben Nguyễn. Sau khi sử dụng qua một vài ứng dụng khác thì mình thấy Procreate là cái app mà đáp ứng được đầy đủ nhất mọi nhu cầu từ cơ bản cho tới nâng cao và rất là dễ sử dụng. Cho nên là mình muốn mọi người cùng mình học qua những cái cơ bản nhất của Procreate nha. Dưới đây thì mình sử dụng iPad Pro 12.9 inch đời 2018 và bút Apple Pencil đời số 2. Thì bút mình có thêm cái vỏ cao su vào để mình dễ cầm trong lúc mình vẽ thôi. Và giờ thì mình sẽ cùng đi vào tutorial nha. Khi vào ứng dụng thì mọi người sẽ thấy đây là cái màn hình chính của Procreate. Ở đây là nơi lưu trữ tất cả các cái file vẽ mà các bạn dùng iProcreate để vẽ. Với mình thì mình có chia ra các cái folder nhỏ khác nhau, bao gồm những cái dự án khác nhau, mình gộp nó lại thành những cái chủ đề riêng. Khi ấn vào từng cái chủ đề riêng đó thì các bạn sẽ thấy những cái bức tranh ở trong cái folder nhỏ vậy. Thì chẳng hạn như là đây là cái folder cá nhân của Ben. Để ấn vào một bức hình thì mọi người sẽ ấn thẳng vào cái bức hình mà mọi người muốn vẽ. Và sau khi vào được bức tranh và bạn muốn quay lại cái trang gallery thì mọi người chỉ cần tìm lên cái góc bên trái phía trên có cái chữ gallery, mình ấn vào là mình sẽ quay được lại cái màn hình chính. Ở ngoài màn hình chính thì còn có những cái option nào khác thì ở phía trên bên phải mình có select. Khi mà ấn vào select thì mọi người có khả năng chọn được nhiều bức tranh cùng một lúc và mọi người có thể cùng xóa được nhiều bức tranh cùng một lúc hoặc là di chuyển nhiều tranh cùng một lúc cũng được. Cái tiếp theo mà chúng ta có ở đây chính là share. Thì share, mọi người có thể share tới máy tính, share tới điện thoại bằng AirDrop chẳng hạn. Bên cạnh đó chúng ta có import. Import thì là để tải về chương trình ứng dụng Procreate này những cái file mà bạn đã backup từ trước. Tiếp theo là photo. Photo thì mọi người có thể dùng để tải vào ứng dụng Procreate những cái bức hình ở trong cái album của cái iPad mà mình đang sử dụng. Và cuối cùng là dấu cộng. Ở dấu cộng thì mọi người ấn vào để chọn size canvas. Thì ở đây có những cái size mà Procreate đã cung cấp sẵn cho chúng mình. Thì ngoài những cái size này ra thì các bạn có thể ấn thêm vào cái dấu cộng ở trong cái hộp màu đen này để có thể thay đổi thông số và thay đổi cái size canvas của mình. Mình thì luôn luôn để cái DPI của mình là ít nhất là 300 để khi mà in ra hay là xuất ra máy tính hoặc là mình phải xử lý khâu hậu kỳ thì nó không có bị vỡ nét. Và ở dưới thì mình còn có số lượng các cái layer. Thì các bạn lưu ý là nếu như mà cái tranh mà cái số pixel nó càng lớn thì cái file nó càng to và cái số lượng layer sẽ càng nhỏ đi. Thế cho nên là nếu như mà style của bạn nào vẽ mà phải cần nhiều layer thì mọi người cũng nên cân bằng sao cho cái số pixel nó vừa đủ để cho mình vẫn có thể sử dụng được nhiều layer nha. Rồi bây giờ khi mà mình đã bước vào một cái bức tranh mà mình muốn vẽ thì ở trong này có những cái công cụ gì? Thì thứ nhất ở phía bên trên bên phải thì mình có những cái công cụ chính để mình sử dụng cho cái công việc vẽ. Thì cái đầu tiên chính là cái hình cái cây cọ. Thì đây là cái công cụ mà để mình chọn tất cả các cái loại cọ mà Procreate đã cung cấp sẵn cho chúng mình. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể download hoặc là mua thêm hoặc là tự tạo cho mình những cái brush riêng của mình để sử dụng. Cái thứ hai đó là cái hình cái ngón trỏ nó đang tì xuống dưới. Thì đây chính là cái công cụ để miết màu, để trộn màu và để làm sao cho các cái mảng màu nó hòa đều với nhau. Và cái thứ ba đó là cái công cụ tẩy. Cái thứ tư chính là cái công cụ để mọi người quản lý và chỉnh các hiệu ứng cho các cái layer của cái tranh vẽ của mình. Và cuối cùng thì chúng ta có bảng màu. Khi mà ấn vào bảng màu thì mọi người còn có 5 cái sự lựa chọn khác nhau. Chẳng hạn như là cái đầu tiên là mọi người sẽ chọn màu theo đĩa, hoặc là mọi người chọn màu theo khung hình vuông, hoặc là mọi người chọn màu theo kiểu đồng màu hoặc là đối màu. Thì mọi người còn có thể chỉnh, chẳng hạn như là đây là những cái cụm màu cùng giống nhau, cùng theo tông. Hoặc là mọi người có thể ấn ở trên này, ở phía dưới cái chữ colors thì mọi người chọn cái đầu tiên là complementary. Thì complementary là mọi người sẽ dùng hai cái gam màu đối ngược nhau chẳng hạn. Chẳng hạn như là đây mình chọn màu xanh thì đối với cả màu xanh thì sẽ có màu tím. Hoặc là mọi người có thể ấn những cái thông số nhất định vào để tìm ra được cái màu đó. Chẳng hạn như là mọi người đi xem sơn hoặc là có một cái bảng màu mà chỉ có số liệu thôi, mình không có thể nào mà
tìm được cái màu đó trên máy tính thì mọi người có thể ấn cái thông số đó vào đây, mọi người sẽ tìm ra cái màu đó. Và cuối cùng thì là cái chỗ để mọi người xem những cái bảng màu nhất định, thì ở đây Procreate đã cung cấp sẵn cho cái bản này 5 cái bộ màu khác nhau. Thì mọi người có thể tạo cho mình một cái bảng màu mới hoặc là sử dụng luôn cái bảng màu này. Chẳng hạn như là nếu như mà bạn hay vẽ chân dung như mình thì bạn sẽ có một cái bảng màu chân dung chẳng hạn, là khi mà ấn vào đó mọi người sẽ có những cái màu da, màu môi, màu tóc. Và giờ để bắt tay vào vẽ thì ví dụ mình sẽ có một cái layer trống như này, thì mình sẽ dùng cái công cụ hình cây cọ và mình sẽ bắt đầu vẽ. Cái thanh mà mình vừa mới gạt đó chính là cái thanh mà để mọi người có thể chọn cái, để mọi người chọn cái kích cỡ của cái cọ hoặc là cái độ đậm nhạt của cái cây cọ. Và hai cái gesture mà mình hay dùng nhất trong quá trình vẽ đó là khi mà bạn chạm hai ngón tay vào màn hình thì mọi người sẽ quay lại được một bước, đó, xóa được cái nét mà mình vừa mới vẽ đi. Hoặc là các bạn sử dụng ba ngón tay chạm vào màn hình thì mọi người sẽ vẽ lại được cái bước mà mình vừa mới xóa mất đó. Ở với mỗi cái layer như này thì mọi người có thể bật tắt bằng cách ấn vào cái hình dấu tích, hoặc là đẩy sang trái thì mọi người sẽ có thêm 3 option nữa, đó là xóa layer, hoặc là nhân đôi layer, hoặc là khóa cái layer đó lại. Hai công cụ nữa mà mình cũng hay sử dụng cho các cái layer đó chính là Clipping Mask và Alpha Lock. Thì hai cái này nó hơi giống nhau một chút, mọi người cũng có hay hỏi ở trên mạng đó, thì mình sẽ giải thích qua một xíu nha. Thì cái Clipping Mask, khi mà mình sử dụng cái Clipping Mask này thì mình sẽ cần có hai cái layer khác nhau. Thì chẳng hạn như là cái layer Tom Holland mình để nguyên như vậy nha. Cái layer thứ hai mình sẽ mở thêm. Khi mà bạn chọn cái chế độ Clipping Mask đấy cho cái layer chống ở phía trên Tom Holland á, thì khi mà mình vẽ lên đó thì mình sẽ chỉ vẽ được ở trong cái chu vi của cái hình Tom Holland này thôi, nghĩa là mình không có vẽ ra ngoài được. Còn cái thứ hai mà mình vừa mới giới thiệu đó chính là Alpha Lock. Thì Alpha Lock cũng có cái hiệu ứng tương tự, đó chính là mình chỉ vẽ được ở trong một cái phạm vi nhất định. Thế nhưng mà lần này Alpha Lock thì mình sẽ không phải sử dụng đến hai layer mà mình sẽ vẽ trực tiếp lên luôn Tom Holland. Thế nhưng mà ở đây mình sẽ, khi mà mình tắt đi thì mình sẽ phải tắt cả hai, nghĩa là mình sẽ không tách biệt ra được cái layer vẽ màu đó và layer Tom Holland. Tiếp đến chúng ta di chuyển sang phía bên trên, phía bên trái, thì chúng ta sẽ có những cái công cụ. Thứ nhất là cái hình mũi tên. Cái hình mũi tên người ta gọi là Transform. Thì cái công cụ này dùng để thay đổi hình và cấu trúc của các cái layer vẽ của mình. Chẳng hạn như là mọi người có thể freeform, thì khi freeform thì cái tỷ lệ đầu tiên của mình sẽ không giữ được nguyên như vậy, mà nó sẽ thay đổi tùy theo cái hướng mà mình thay đổi. Cái thứ hai đó là uniform. Thì uniform thì mọi người vẫn có thể thay đổi được cái kích cỡ của cái layer đó, thế nhưng mà nó sẽ luôn luôn theo cái tỷ lệ nguyên ban đầu của mình. Cái thứ ba là distort. Thì cái distort này mọi người có thể thay đổi kích cỡ và thay đổi thêm cả cái trục Z nữa. Và cái cuối cùng là cái warp. Cái warp thì nó cũng tương tự như cái distort, thì ngoài ra nó mạnh hơn một chút là mọi người có thể thay đổi hình dạng ở phía bên trong của cái khung hình chữ nhật. Ngoài ra thì mọi người còn có thể lật ngang, lật dọc, xoay 45 độ cho cái layer đó ở phía dưới. Cái thứ hai là cái icon mà như là cái hình Ontalaban đó. Thì khi mà mọi người ấn vào đó thì mọi người sẽ có khả năng chọn được cái khu vực mà mình muốn chọn để mình thay đổi. Chẳng hạn như là bây giờ mình sẽ sử dụng cái công cụ freehand, nghĩa là mình chọn cái khu vực theo cái hình mình vẽ, thì mình sẽ khoanh xung quanh đầu của Tom Holland. Chẳng hạn như mình muốn thay đổi cái bên trong cái hình, cái đầu của Tom Holland thôi chẳng hạn, thì mình sẽ chọn cái đó và mình sẽ có thể kết hợp thêm cùng với cả cái công cụ hình mũi tên Transform ở bên cạnh để thay đổi cấu trúc của cái khu vực đầu thôi. Và cái công cụ thứ ba thì đó là cái hình cây đũa thần, thì đó là Adjustments. Thì đây là cái khu vực dành cho việc thay đổi màu hay là ánh sáng, hay là thêm những cái chẳng hạn như là những cái noise cho tranh của mình. Thì mọi cái mà mình hay sử dụng nhất chẳng hạn như là thay đổi sắc tố, thay đổi màu, thay đổi độ sáng tối. Và mình cũng hay sử dụng cái công cụ làm mờ này để mình tạo ra được cái hiệu ứng cho cái background như là mình đang vẽ ở cái tranh này, đó là chuyển từ màu vàng sang màu đỏ một cách
đều á. Và một cái nữa mà mình cũng khá hay dùng đó chính là Liquify. Thì Liquify nó gần như là, nếu như mà bạn dùng Photoshop rồi thì bạn sẽ biết đó là cái công cụ để bóp eo, bóp mặt, bóp chân, bóp tay. Và cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái có thể gọi là shortcut đi, cách vẽ đường thẳng, hình tròn, hình vuông mà không phải sử dụng nhiều cái công cụ phức tạp, mà mình sẽ chỉ sử dụng cái nét vẽ của mình thôi. Thì mọi người cứ vẽ cho Ben một cái hình tròn bất kỳ, không cần phải tròn ngay từ đầu. Như vậy, sau đó mọi người không nhấc bút lên, giữ nguyên cái bút ở trên màn hình, sử dụng một ngón trỏ ở tay còn lại mình đặt lên màn hình, và cái bút nó cũng vẫn giữ nguyên đó nha, không có thả lên, thì mọi người sẽ tự động thấy là cái hình tròn đã trở nên hoàn hảo. Và tương tự với cả đường thẳng thì mình chọn điểm đầu và điểm kết thúc, và mình không có nhấc bút lên, giữ nguyên vậy thì mình sẽ có ngay được một cái đường thẳng. Và cũng như hồi nãy, nếu như mà mình đặt thêm một ngón tay trỏ ở phía tay còn lại lên màn hình thì mọi người sẽ có khả năng chọn các cái góc quay cho cái đường thẳng đó, chẳng hạn như là góc 90 độ, 45 độ. Và cuối cùng đó là vẽ hình vuông, thì cũng như tương tự như hình tròn thì chúng ta sẽ vẽ một cái hình vuông bốn cạnh, nhưng mà lúc này nó sẽ không phải là hình vuông, thế nhưng mà mọi người không phải lo. Thế nhưng mà mọi người sẽ cần phải đặt cái ngón trỏ ở phía tay còn lại xuống màn hình thì mọi người sẽ có một cái hình vuông hoàn chỉnh, và mọi người cũng có thể xoay nó theo những cái góc độ cố định, chẳng hạn như là 90 độ, 45 độ. Và cái công cụ cuối cùng ở phía bên trên này đó chính là cái hình mỏ led. Thì khi mà ấn vào mỏ led thì mọi người có thể resize lại, thay đổi kích cỡ của cái canvas này. Và cái mà mình chủ yếu dùng cho ở cái phần mỏ led này chính là chia sẻ cái hình ảnh vẽ. Thì mình hay sử dụng cái file là JPEG hoặc là PNG, và mình airdrop thẳng cho điện thoại của mình và mình up lên social media thôi. Và đó là tất cả những cái công cụ cơ bản nhất của Procreate mà mọi người cần biết để có thể bắt đầu bắt tay vào vẽ. Thì khi mà bắt tay vào vẽ rồi sẽ ra được rất nhiều vấn đề, và mọi người sẽ tìm được rất là nhiều cách để có thể làm cho cái công việc sáng tạo của mình nó trở nên trơn tru hơn, nó sẽ thuận tiện hơn và sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Thì nếu như mà mọi người có những câu hỏi gì về phần Procreate, hoặc là muốn biết cái cách vẽ một cái gì đó mà nó nhanh hơn, làm sao để vẽ một cái gì đó, thì hãy cho mình một cái comment ở dưới để mình biết, và mình có thể làm cho cái content cho những cái video lần sau, hoặc là mình có thể trả lời các bạn ngay. Và mình sẽ cố gắng post nhiều video vẽ timelapse của mình, và trong thời gian đó thì mình sẽ tìm những cái content, những cái nội dung mà để giải đáp những cái thắc mắc của mọi người, và những cái tutorial nhỏ để mọi người có thể nâng cao trình độ vẽ Procreate của mình hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này. Mọi người có thể theo dõi thêm mình tại trang Instagram cá nhân là It's Ben Nguyễn để xem mình hay post những cái behind the scene của những cái bức tranh vẽ của mình chẳng hạn. Và hãy giúp đỡ mình bằng cách like cái video này, comment và subscribe cho kênh của mình để nhận được thông báo khi mình có video mới nha. Cho tới lúc đó, cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người ở trong video lần sau. Bye bye!